Gần 10 giờ ngày 3 tháng 4, Công an quận 1 đang phối hợp cùng lực lượng chức năng khắc phục sự cố cây xanh ngã, đè 6 người bị thương trước cổng trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn. Có mặt tại hiện trường, nhiều phụ huynh và người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc. Trong đó có nhiều phụ huynh cùng con em thoát chết trong gang tấc. Ông L, sinh năm 1985, ngụ quận 1, phụ huynh có con học tại trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn cho biết, ông đưa con đến trường thấy cây đã ngã và các cơ quan chức năng đến hiện trường giải quyết vụ việc. Ông T, sinh năm 1974, ngụ quận 1, chia sẻ, khi ông chở con tới trước cổng trường, đứng tiễn con vào lớp thì cây xanh đổ. Một nhánh cây nhỏ rơi trúng vai ông nhưng cũng may không bị thương nặng. Qua làm việc với ban giám hiệu trường Trần Văn Ơn và các bên liên quan, Ủy ban Nhân dân phường Đa Cao ghi nhận tổng cộng 6 người bị thương. Ngoài ra, cây xanh ngã đè trúng ít nhất 9 xe máy khiến các phương tiện này hư hỏng nặng. Sáng ngày 3 tháng 4, liên quan vụ cây xanh ngã đổ trước cổng trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1, cô Lê Thị Thanh Giang, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn thông tin, cây xanh ngã đổ là cây me tây, vừa được kiểm tra rà soát định kỳ vào cuối tháng 2 năm 2023. Cây có tuổi thọ hơn 20 năm, thời điểm kiểm tra cây vẫn phát triển bình thường. Lực lượng kiểm tra gồm đại diện ban giám hiệu, bộ phận phụ trách cơ sở vật chất, bảo vệ và kế toán của trường. Cô Thanh Giang cho biết, có một học sinh bị thương do ảnh hưởng của cây ngã đổ, đã được chuyển viện từ bệnh viện quận 1 qua bệnh viện Nhi Đồng 2. Hiện nay, cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh của học sinh đang túc trực trong bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe của em. Thông tin từ bệnh viện cho biết, sức khỏe nam sinh này ổn định, không nguy hiểm tính mạng. Ngoài ra, một phụ huynh khác cũng được đưa vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Ghi nhận ban đầu cho biết, có tổng cộng một học sinh và một phụ huynh, ba người đi đường bị ảnh hưởng bởi cây xanh ngã đổ. Trong đó, ba trường hợp người đi đường có một thai phụ bị thương nặng. Thời điểm xảy ra cây ngã đổ, trời không có gió lớn. Ông Nguyễn Công Sơn, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua quan sát, thân cây có dấu hiệu mục rỗng, quanh rễ xuất hiện nhiều vết mục rõ ràng. Sau khi cây ngã đổ, quan sát cho thấy bộ rễ gần như bị đứt gãy hoàn toàn, không còn rễ phụ chống đỡ cho cây. Cũng theo ông Sơn, để đốn bỏ một cây xanh, cần đề xuất cụ thể của các đơn vị đánh giá độc lập có chuyên môn, sau đó cơ quan chức năng dựa vào đó để đánh giá tình hình, từ đó có hướng xử lý phù hợp. Quy trình phải mất từ 5 đến 7 ngày. Ngày 3 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu 100% trẻ trong độ tuổi đi học, kể cả tạm trú, đều được đến trường, phấn đấu 100% học sinh lớp 1, 2, 3, 4 và khuyến khích học sinh các lớp còn lại đi học 2 buổi một ngày nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt, năm học này, thành phố thí điểm áp dụng hệ thống thông tin địa lý, gọi tắt là bản đồ GIS, trong tuyển sinh tại thành phố Thủ Đức, quận 8 và quận Tân Bình. Theo đó, học sinh được học tại trường gần nơi cư trú có thể xem xét không phân theo địa giới hành chính của phường. Song song đó, việc đăng ký và nhập học được thực hiện 100% theo hình thức trực tuyến. Phụ huynh và học sinh thực hiện hai giai đoạn gồm kiểm tra thông tin tuyển sinh và xác nhận nhập học trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Đồng Nai là thủ phủ chăn nuôi của cả nước với đàn heo, gà hàng triệu con, cung cấp hàng trăm ngàn tấn thịt cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, do thức ăn chăn nuôi phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, các chuỗi liên kết chăn nuôi lại chưa chặt chẽ, đầu ra không ổn định, giá cả xuống thấp đang khiến các chủ trang trại đứng trước nguy cơ treo chuồng. Tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bơm, hiện chỉ còn 10 trang trại tư nhân được đầu tư quy mô lớn duy trì đàn heo. Anh Trần Quốc Đạt, chủ trang trại heo 1.000 con ở ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo cho biết, hiện giá heo hơi 48.000 đồng một ký, trong khi cám có giá 360.000 đồng một bao. Tính ra mỗi con heo phải nuôi từ 6 đến 7 tháng mới xuất chuồng thì chủ trang trại lỗ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng một con. Không chỉ trang trại nhỏ lẻ mà các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng gặp khó. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bình Minh, khu công nghiệp Dầu Dây, huyện Thống Nhất là một trong những cơ sở nuôi gà lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Nhưng nay doanh nghiệp này chỉ còn nuôi hơn 200.000 con gà. Hiện giá thành gà công nghiệp giảm sâu, dao động 20.000 đồng đến 30.000 đồng một ký, có khi thấp hơn, khiến mỗi lứa gà xuất chuồng doanh nghiệp lỗ ít nhất 30%.
Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị cơ quan chức năng xem xét gói vay hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách theo Nghị định 31/2022 của Chính phủ và Thông tư 03/2022 của Ngân hàng Nhà nước giúp gỡ khó khăn về vốn đầu tư xây chuồng trại, mua con giống để vực dậy ngành chăn nuôi. Ngày 3 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng sự hồi phục của doanh nghiệp sau dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn liên quan tới tiếp cận vốn, đất đai, thủ tục hành chính rườm rà, thị trường bị thu hẹp. Các thị trường bất động sản, vốn, trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc, cần tiếp tục tháo gỡ để các thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững. Thủ tướng cho rằng, việc khắc phục các vấn đề liên quan tới cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế cần nỗ lực quyết liệt hơn nữa. Phản ứng chính sách của các bộ, ngành, địa phương cần kịp thời hiệu quả hơn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phục hồi tốt hơn. Việc giải ngân đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn khó khăn. Công tác cải cách hành chính cần được đẩy mạnh hơn và kỷ luật kỷ cương hành chính cần được tăng cường hơn nữa. Hiện tại giá bán cua tại Kiên Giang tăng cao kỷ lục do nghịch mùa. Giá cua gạch từ 800.000 đồng đến 900.000 đồng một ký. Cua thịt gồm cua tứ, cua y, từ 500.000 đồng một ký trở lên. Ông Lê Minh Thống, nông dân nuôi cua ở ấp Cạnh Đền, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết, giá thương lái thu mua cua tăng từng ngày vì nhu cầu thị trường trong nước tăng mạnh. Gần đây tôi nghe nói còn xuất qua Trung Quốc cho nên giá tăng kỷ lục. Có ngày 1kg cua gạch bán tại vuông, ao nuôi, lên tới 1 triệu đồng. Bán 5 con cua, mua 1 chỉ vàng 24k. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, năm 2023, diện tích nuôi cua biển của tỉnh đạt khoảng 50.000 ha, tăng 2.300 ha so với năm 2022. Giá bán cua thương phẩm tăng từng năm. Thị trường vé máy bay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đang nóng lên do nhu cầu đi lại tiếp tục tăng mạnh. Theo thông tin từ các đại lý vé máy bay, hiện nay giá vé máy bay khứ hồi một số chặng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch như Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng, Côn Đảo, Nha Trang đang có giá ở mức rất cao, dao động từ 4 đến 8 triệu đồng, đã bao gồm thuế phí. Trong đó nóng nhất là hành trình từ Hà Nội đi Phú Quốc khởi hành ngày 29 tháng 4 và trở lại vào ngày 3 tháng 5. Cụ thể, các hãng Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đều có mức giá trên 8 triệu đồng, đến 8,5 triệu đồng một vé khứ hồi. Riêng Vietnam Airlines chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá sấp xỉ 15 triệu đồng một vé khứ hồi. Tiếp theo đó là chặng Hà Nội-Nha Trang. Hiện các hãng đều đang bán với mức giá 6,2 đến 7,5 triệu đồng một vé khứ hồi. Chặng Hà Nội-Đà Lạt cũng đang bán mức giá từ 5,5 đến 7,3 triệu đồng một vé khứ hồi. Một số chuyến bay chặng này cũng đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia với giá khoảng 11,5 triệu đồng một vé khứ hồi. Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không đã có kế hoạch tăng tải cho dịp cao điểm. Tuy nhiên, năng lực vận tải hàng không vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân. Việc tăng hơn nửa tần suất chuyến bay gặp khó do hai sân bay trọng điểm là Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã quá tải về hạ tầng. Ngày 3 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Lăng Đặng Quang Hải cho biết, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng đột xuất cho 6 cá nhân, gồm ông Nguyễn Long Oanh, trú thôn 5 xã Triệu Lăng, em Lê Minh Tiến, Lê Bảo Lộc, Lê Thành Đạt, Nguyễn Đặng Hải Đăng, đều trú thôn 34 xã Triệu Lăng và em Võ Thiện Nhân, trú thôn 2 xã Triệu Lăng vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. Trước đó vào khoảng 14h30 phút ngày 30 tháng 3, tại bãi tắm Nhật Tân, xã Triệu Lăng, một nhóm học sinh đến chơi và tắm biển. Do biển động mạnh nên em K, 13 tuổi, trú tại thị xã Quảng Trị, bị sóng biển cuốn ra xa, chới với chỉ còn một cánh tay đưa lên khỏi mặt nước. Nghe thấy tiếng hô hoán, một nhóm học sinh và người dân địa phương đã kịp thời nhảy xuống biển ứng cứu và đưa em K vào bờ an toàn.